quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại toàn thể quý vị trong chuyên mục video clip quảng cáo sản phẩm mới của công ty Nội thất Sơn Đông. Kính thưa quý vị, cuộc sống ngày càng hiện đại thì con người ta ngày càng chú trọng nhiều hơn trong việc chuẩn bị đem đến không gian sống của mình thật sự đẳng cấp. Và không gian đó có thể là một phòng khách trang trọng, một phòng ngủ trang hoàng và một phòng ăn thật sự ấm cúng. Và nói một cách khác, nhà không chỉ là nơi để trú ngụ mà đó còn là nơi thể hiện được phong cách sống và các giá trị mà mỗi con người chúng ta ngày càng hướng tới. Do đó, việc thiết kế làm sao cho không gian sống của mình trở nên toàn mỹ từ trong ra ngoài là điều rất đáng được quan tâm, và đặc biệt là đối với những căn nhà có thiết kế cổ điển, đúng không ạ? Vậy thì trong video clip giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay, quý vị và các bạn hãy chờ đón xem công ty Nội thất Sơn Đông sẽ mang đến giải pháp và sự lựa chọn hoàn hảo nào cho toàn thể quý khách. Và siêu phẩm mới của ngày hôm nay đó chính là chiếc giường ngủ mang tên gọi Victoria sơn trắng cổ điển giác vàng. Đây chính là một trong những thiết kế hàng đầu của công ty Nội thất Sơn Đông. Và bây giờ xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi sâu vào cụ thể từng đường nét và chi tiết của sản phẩm để cùng nhau lựa chọn được những sản phẩm hoàn hảo nhất cho gia đình mình. Mang phong cách cổ điển hoàng gia cực kỳ sang trọng và đẳng cấp. Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng được các tiêu chí cần thiết nhất của mỗi khách hàng. Với nguồn nguyên liệu nhập khẩu như gỗ bích và da bò được nhập khẩu từ Thái Lan, có độ bền cơ học cao và độ đàn hồi cực tốt. Kết hợp với các chi tiết dát vàng trên bề mặt sản phẩm, mang đến cho toàn thể quý khách một sản phẩm đạt đến độ thẩm mỹ tuyệt đối. Với tông màu chủ đạo là màu trắng của da bò và sơn và màu vàng lấp lánh của lớp vàng được ráp lên bề mặt gỗ. Sản phẩm của chúng tôi thật sự xa hoa và lộng lẫy, mang đến không gian sống đẳng cấp cho mọi gia đình. Phần đầu giường và đuôi giường được chúng tôi sử dụng ván gỗ cực kỳ dày dặn và chắc chắn, kết hợp nghệ thuật đục chạm tạo hình trên nền gỗ bít, đem đến một sản phẩm đạt đến cảnh giới của nghệ thuật đục chạm và tạo hình sản phẩm. Và trong lối thiết kế cổ điển, yếu tố cần thiết nhất đó chính là việc tạo hình và các đường nét đục chạm phải thể hiện được sự mềm mại và có hồn. Lột tả được vẻ đẹp trong nghệ thuật điêu khắc cũng như đòi hỏi kinh nghiệm ở những người thợ phải có tay nghề và kinh nghiệm xử lý sản phẩm cực kỳ tốt. Các đường nét và chi tiết của sản phẩm được chúng tôi trau chuốt cực kỳ kỹ càng. Với những hình ảnh chủ đạo là hoa hồng và hoa lá tây được đục chạm cực kỳ bắt mắt và kỹ càng, tạo được cái hồn và sự mềm mại cho sản phẩm, mang đến một không gian sống tràn ngập phong thái châu Âu cho không gian phòng ngủ của mỗi gia đình. Các chi tiết uốn cong cực kỳ đẹp mắt, tạo nên sự sống động và uyển chuyển trong từng đường nét. Điều đó thể hiện được kỹ nghệ đục chạm và điêu khắc của đội ngũ thợ công ty Nội thất Sơn Đông. Và trên các bề mặt đục chạm được chúng tôi phủ một lớp vàng, tạo độ lấp lánh và xa hoa trong từng chi tiết sản phẩm. Và điều này cũng thể hiện được đẳng cấp sống riêng biệt đối với chủ nhân thể sở hữu sản phẩm giường ngủ cổ điển VIP của chúng tôi. Phần đầu giường và đuôi giường được chúng tôi bọc da bò cẩn thận với tông màu trắng có độ đàn hồi cực kỳ êm ái,
mang đến sự thư giãn trong từng phút giây cuộc sống cho toàn thể quý khách. Nhìn từ xa, sản phẩm của chúng tôi trở nên thật sự lung linh và đẳng cấp.